Nhận lương 19,5 tỷ mỗi tháng nhưng vì sao Sadio Mane vẫn sử dụng iPhone vỡ màn hình, dùng tai nghe có dây rẻ tiền thay vì AirPods, với mức lương gần 20 tỷ Việt Nam đồng mỗi tháng. Nhưng ngôi sao của Liverpool Sadio Mane vẫn khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi dùng một chiếc iPhone vỡ màn hình với mức thu nhập khủng. Việc các danh thủ bóng đá sử dụng điện thoại hàng hiệu là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, cũng có những cầu thủ với mức lương cao ngất ngưởng lại chẳng hề quan tâm đến chuyện mình dùng điện thoại gì. Đơn cử như trường hợp của Sadio Mane, tiền đạo ngôi sao của câu lạc bộ Liverpool. Mới đây nhất, Sadio Mane đã bị bắt gặp đang sử dụng một chiếc iPhone trong tình trạng khá tàn tạ, với màn hình bị vỡ nát nghiêm trọng, miếng dán cường lực cũng bong chóc nham nhở. Đáng chú ý, siêu sao bóng đá người Senegal này chỉ sử dụng một chiếc tai nghe có dây bình thường, thay vì mẫu tai nghe AirPods đắt đỏ đang được rất nhiều bạn trẻ Việt Nam sử dụng. Chiếc iPhone bị vỡ màn hình, miếng dán cường lực bong chóc nham nhở sau khi hình ảnh này được đăng tải trên mạng xã hội, hầu hết dân mạng đều thấy rất bất ngờ. Khi Sadio Mane là một trong những cầu thủ bóng đá hàng đầu hiện nay, với mức lương thuộc hàng khá ở giải ngoại hạng Anh, khoảng 852.000 USD trên tháng, tương đương 19,5 tỷ Việt Nam đồng, nhiều người đặt câu hỏi, vì sao Sadio Mane không mua một chiếc điện thoại xịn hơn, hoặc chí ít là thay kính cường lực mới? Tiền lương kiếm được, Mane dùng để làm gì? Trên thực tế, những ai thường xuyên theo dõi cầu thủ nổi tiếng này lại không hề ngạc nhiên với đức tính giản dị, khiêm tốn và tiết kiệm của Sadio Mane. Sở hữu khối tài sản rất lớn, nhưng Sadio Mane không hề mua sắm siêu xe, tổ chức những buổi tiệc tùng hoành tráng hay tậu những căn biệt thự xa hoa hàng triệu đô. Thay vào đó, Mane dùng số tiền mình kiếm được để giúp đỡ những người dân tại quê nhà Senegal. Tại đây, tiền đạo thuộc biên chế Liverpool được coi như vị thánh sống của người dân đất nước này. Gần đây nhất, cầu thủ bóng đá nổi tiếng này đã chi ra nửa triệu đô la Mỹ để xây dựng bệnh xá và trường học tại Bambali, nơi Sadio Mane được sinh ra và lớn lên trong nỗi khó khăn luôn vây phủ làng quê nghèo này. Ngôi trường tiểu học tại quê hương được Sadio Mane bỏ tiền xây dựng. Tại sao tôi phải có 10 chiếc Ferrari, 20 chiếc đồng hồ nạm kim cương hoặc vài chiếc máy bay? Những thứ xa hoa phù phiếm đâu có làm tôi vui vẻ hơn, anh khẳng định trong một buổi phỏng vấn. Nhiều năm về trước, gia đình tôi luôn trong cảnh thiếu ăn. Tôi từng phải làm việc ngoài cánh đồng để phụ giúp cha mẹ. Mặc dù không được học hành đầy đủ, nhưng nhờ bóng đá, giờ đây tôi đã có thể giúp đồng bào của mình. Tôi đã xây trường học, sân vận động, mang đến quần áo, giày dép, thức ăn. Thêm vào đó, tôi cũng chu cấp 70 euro, khoảng 1,8 triệu đồng mỗi tháng cho những người dân ở những khu vực đói khổ nhất tại Senegal để trang trải cuộc sống cho gia đình họ. Sadio Mane tiết lộ về những hoạt động thiện nguyện của mình tại quê nhà. Thay vì khoe khoang chiếc xe sang trọng, những căn biệt thự rộng lớn, những chuyến du lịch hào nhoáng hay thậm chí là cả máy bay, giờ là lúc để giúp đỡ mọi người. Tôi thích chia sẻ cuộc sống tốt đẹp của tôi tới các đồng bào còn đang khó khăn. Sadio Mane trong một chuyến đi về thăm quê hương với nhân cách tốt bụng cùng đức tính khiêm tốn của mình. Sadio Mane đã nhận được sự tôn trọng từ cổ động viên trên khắp thế giới. Hãy nhìn Sadio Mane kìa. Với mức lương khổng lồ hàng tuần kiếm được mỗi tuần, anh ấy không hề quan tâm tới chiếc điện thoại của mình trông như thế nào. Trong khi đó, có những người không kiếm ra được đồng nào nhưng vẫn muốn mua iPhone đời mới nhất. Một người hâm mộ bình luận sau khi biết Sadio Mane vẫn dùng chiếc điện thoại vỡ màn hình. Đây là sự khác biệt giữa những gì bạn cần và những gì bạn muốn. Một dân mạng khác đồng tình. Mọi người đi tìm những gì họ muốn chứ không phải những gì họ thực sự cần. Hãy khiêm tốn. Luka Modric dùng iPhone 5S dù thu nhập 10 triệu euro trên NAM. Không chỉ riêng Sadio Mane, một số cầu thủ bóng đá nổi tiếng khác vẫn dùng những mẫu smartphone đã cũ. Đơn cử có thể kể đến trường hợp của Luka Modric, tiền vệ đang thi đấu tại câu lạc bộ Real Madrid. Tại lễ trao giải FIFA The Best hồi tháng 9 năm ngoái, Luka Modric đã bị bắt gặp sử dụng iPhone 5S. Mặc dù cầu thủ này có thu nhập hàng năm lên đến 10 triệu euro trên NAM. Gần đây nhất, tại lễ trao giải quả bóng vàng 2019 vừa diễn ra vào đầu tháng 12, Didier Drogba, tiền đạo nổi danh một thời của câu lạc bộ Chelsea, đã sử dụng iPhone 6S ra mắt năm 2015 để chụp ảnh selfie với một ngôi sao bóng đá khác là NBA. Tham khảo Daily Star. Ha ha ha,